Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tụi mình xem nhất là mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Litho. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới mô tả video, sau đó bạn nút start để chat robot. Với tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn vào nút subscribe lần đầu cho một group Telegram channel nhiều đầu tiên. Sau đó chúng ta mở kênh Twitter đây, chúng ta sẽ có một số các cái kênh Twitter các bạn sẽ cần phải làm nhiệm vụ. Các bạn mở hết Twitter, mở Discord và tất cả những kênh mạng xã hội còn lại chúng ta mở hết ra cho mình nhé. Ta làm cho nó nhanh. Chứ nếu mà chúng ta làm từng nhiệm vụ nó là lâu, chúng ta ấn vào Join và Adopstan này. Mở kênh Twitter Adopstan này. Thì các bạn thấy là trong tất cả những cái phần link ấy, thì chúng ta sẽ làm trước rồi với Discord, chúng ta join Discord cho nó nhanh. Rồi chúng ta sẽ add witness, thì các bạn có cần phải có tài khoản thì mới add witness được nhé. Tức là ấn vào thêm một cái dấu sao ở đây đấy. Discord ở đây thì chúng ta ấn vào nút vary, ở đây có một cái nút vary này. Ok, đấy. Vậy là chúng ta đã xong rồi này. Chúng ta sẽ ấn vào cái dấu tích ở đây nữa này. Đây nữa này. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ copy username Super Litho. Like chọn Glow Tip này. Nó tít này. Đây ta follow rồi. Này cũng follow này. Channel Robstan thì tìm đến dự án Litho Live Retweet này, bài đăng này. Mở profile ra nát nữa để khai báo thông tin cho tiện nhé. Chọn submit đi tên. Rồi hỏi laptop, mình sẽ chọn hiểu một cái máy tính nhé. Điền email này. Địa chỉ V20 các bạn dùng ví ETH ở trên Search Wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại bạn paste vào. Twitter link chúng ta copy phần profiling của Twitter và chúng ta paste phần profiling Twitter phía dưới đây. Với phần retweet link chúng ta chọn tweet Apni. Kéo dưới chọn phần thời gian mình đang có gắn Twitter link Super Litho. Copy vào paste đây. Chọn yes. Yes tiếp. I will join này. Điền Twitter link của Discord thì các bạn sẽ ấn vào phần Twitter link Discord này. Ấn vào cái nút copy này. Paste đây này. Chọn I will join. Mở IMGBB ra, lát nữa chúng ta sẽ khai báo một cái ảnh. Đây chúng ta sẽ chụp ảnh xin shop bằng chứng chúng ta đã thêm quyết nít này. Upload lên trên IMGBB. Chọn upload. Ấn nút copy. Trở lại bot và chúng ta paste lại phần link vào đây. Chọn over join. Chọn over join. Ta join một trong ba group thì ở đây mình đã join vào group thứ ba rồi. Ta chọn đôn là xong. Ok rồi, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện group của dự án Litho. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.